bạn group chụp được xua phục mai bóng ôn bạn ngày nay khi nhóm bạn bạn có đậm nào mà lo tiền ổn rồi tiền đây bạn để sai ngày nay khi nhóm bạn bạn vừa đậm nào bạn nói về thu đậm nào tới tì cồng cồng phin đậm bay nòm ta xịt khâu bạn đậm bay nòm ta xịt khâu trôi hang bạn đậm bay nòm ta xịt khâu pu đã có rút xịt khâu nữa đầm bây giờ ai còn từ hộp quỳ tiêu rồi còn hộp nồng băng rồi cái nồng hàng chẳng hạn phục mai ông bà ông bà ai nhóm bà đã bàn mò tiệp ổn loạn đi cứ mọc hà ổn tui bà hà mà hà ổn tui đầm bây thưa đầm nà từ giờ mỗi kia chẳng hạn bà đời xa thằng này đi nhóm từ tua ban tháp ca ông thom chiêm nao gì đó bỏ họ nè mình mùi chú nâng là mình lì ni bà nè mình mùi chú nâng là mình lì ni để phục vụ luôn nơi xa đó đàm rạch bà nơi đoạn ở Pennsylvania bà để phục vụ luôn nơi xa đó đàm rạch bà chẳng nhóm cho ôn tu đồng bây giờ luôn làm ná tới dì mùi nhóm bà hay thằng đấy bà nhà bà nhà nhắm bài mùi cái đó lưu món rồi nha lưu món nghe nhớ bà nhà ngành đòi mong tư điên lưu hơi đòi mong chú điên lưu hơi bà nhà cập phong tại nhằm lưu món rồi chú ngồi chung anh à ô chung anh nha ngành nha nè nhằm bài bàn chứa đó bà nhà lối nè bánh và hay ngọc và bọn tôi cũng không tới luộc bài và luộc bài người ta mau nhưng mà đây mau mùi thằng ngày trống thì nhà con lụa đạch cua xóm này miền này mà tình bài tình mà hộp giống này hay bài cho anh tăng mong má luôn bài mong đọp này mong đọp chập đam chanh luôn này lụa thằng ngày trong lỗ đo dục và là ngày thì cả một kiếp cả lụa đầu và đo một miếng nhất và đây là thằng nó và bọn tùy ruột cũng không thể slow cũng không thể đâm bài giống thế này bật thay giống thế này và phục mai bọn con để xa nhóm bạn từ đây cứ luôn làm nó từ chuẩn mối kia miền kia bấy nè còn tã và là ta ngày nay còn tạm ban mà đó là xe còn đo tê còn tạm trăm nơi nông quanh môn và làm bây chua cũng như nơi nông quanh nhé và làm bây từ hai pu và lực ông đại quan miền một cái bo chứ nè rồi thì lâu và rồi thì lâu làm bây giờ quan ban cho hàng hôm chơi củi tiêu được cả hôm bay được cả hôm làm băng những cái này tam đại quan quan trọng hay là cuộc nhóm màu đấy cứ một vì một do và nhóm màu đấy cứ một do là còn tôi làm bây giờ luôn làm là từ từ mùi cái này ba luôn làm là luôn làm là từ từ mùi cái này hay là còn tạm còn chạm được thì còn không quên nhất nữa cùng mai ông ôn và như ngay hay là ta nhóm ba của ban thằng ca và đầu tiên ba là ban chuẩn bị hàng lớn chắc là thằng ca ban mai bóng phố chiếu ra sọc đọc chôn dương nạ minh mùi chu nâng nạ minh lý ni bà đại quan ở hộp phật thông đàm bây giờ ở xin nhóm dược phật chay chôn tất đo là phu đại quan rất lâu mà còn trong thôi bôn chỉ mùi phu thì lâu vừa chỉ tiên thì mùi phu thì lâu đàm bây giờ quan bán là vì ta hà chứng anh mình thả chế quỷ tiêu được còn nồng băng được còn chế bài đây bà chẳng nhưng mà ngày đi thở lan từ thì cái đồng pin là bây giờ ta hai phu thì lô chỗ hang hộp quỷ tiêu
bà đây cái này có giấy đoan nhang bài đâu nhang bài đấy nhang hai à hay hay mà giấy pa nó pa mà giấy có còn ai không ở đây pa pa như thằng đấy pa đây này pa rồi tuổi bên ngày cắt ngày cao ấy bà bà phục mai ông phôn đang ấy chân là cái đầu cao chân mai ông phôn xô mà rong chạm tam tan tu sơn na nữ phụ nhôm sự cam phiệp phụ nhôm tiếng bay nè bà tu sơn na tới tinh cầu cầm phin tiếng bay hà phù phù ông phôn đại quan rồi phi lô cho hàng bà cho hàng một toàn đăng hàng toàn đăng hàng ấy phục mai ông phôn bà toàn đăng hàng ấy dù cho hàng bay được hàng được tiêu hàng còn băng đây là còn đăng đây chẳng chạm được chuột nên được bà hay còn là video mới đi còn là nhóm bằng hai vì ca tôi làm na và phụ dương tranh tư chẳng hết bà rồi nhưng mà cho phụ tôi tới đây được ra con nơi kia hay còn mà được diện đấy còn mình tới xuống luôn đó sau khi con mình làm nói to lắm bà hay được ra của mọi cái na con đã tới xuống luôn hay còn phải ngóng con ông tia tiết cứ cần ta stress chẳng hết chẳng chọn do con ta đa tận đây tận đó vừa tiền đây chỉ mồi phù phù vừa tiền đây chỉ mồi phù phù thì lâu làm bây ở con làm một làm một chứ không ai không bán bà nắng ngày hay là bạn mà chụp con đấy nắng ngày xưa tôi con thích bà mấy giờ ôn bà giờ sao một phía biển bạn tu sửa cái lái mà tới bà ai cần tân là nhà má đấy con đại liên nam thì ai chỉ muốn làm người ta đặt sau ấy tranh nam bà ấy sủng khán dương nhà hà tom bà ai dương nhâm tom kia tom khánh tom sai cái giống này dương tom bà dương tom thì mua dương hộp nam mà tiền phê chia đâu bà chẳng là phục mai bằng con chùa họ là nhóm màu đi cứ tầm tay tới đi cầu cầu quanh tham bây giờ hai phu phu thì lâu cho hang mà đong và hai còn chuyện đặc ca này còn một hai là bọn tôi tầm bây luôn mà tới gì mới kia hai đợt hai miên là tôi đã tới nát đấy bọn tay chứ hai còn một con thằng tới không mang bọn này đời ra chạm mơ phê bởi lia sân trong ôn nâng này vịt ôn này cứ phụ nhóm chạm ram chơi nhầm lá tay ấy chẳng xôn gấu trăm đây là xuyên vịt ôn cao như tiết bằng trong một quân bà phục mai bóng ôn bà lời đi nhóm bạc bán lại mà đó là tí cổng lùng phê nhầy bấy nẹ nè bấy nẹ bóng tu hiệp bóng tái nè bà hay là phụ nhóm mà lời đi bó cổ phê mà nẹ mà cái thân phục mai bóng ôn bà đông lọc cổ phê đông lọc đông một lốc cái đạn cà phê ở đây đông một lốc đông đông một lốc cái đạn cà phê ở là nít được ăn từ nà thế nơi từ nít nát con mờ nè bà lời đi phục mang bom bút tui còn ngon lắm tia được cả làn tia được cả làn tia được cả làn bà làm tia chay tầng 1 rồi. Ồ. Này mới có thằng ai khơi kịp ná này con. Hay xong bây giờ coi cô xong chặt đâu mà. Đây chó khó này, chắc là cái gà mau đi bên cô còn ở xa đi cơ tụi. Bà phục mà vô đi. Đi làn gọt. Bà làn gọt. Nhóm nhóm chưa thằng làn nó ọt ọt xí sáng này, làn nó ọt bên xí sáng này. Chân đi lùi đây. Bà. Mau chân đi lùi đây. Lùi. Mò. Bạn tại ôn ở chỗ này mình ấy cứ lôi cho con. Giờ nãy cái lái cái to lại. Anh đông cái lốc nó bong đam mê đạ cà phê rồi đi. Đông lốc ấy ông ơi. Ở nhông hồ cà phê đi, về đặt cô. À. Và đã đam đam. Ba. Liên lá nó bằng cho nó lá ngọn lại thoát thay đây. Ba phục mai ông bón ba nâng chấm liếc phần này sao nó phục mai ông bón được sáng mấy liếc này. Ba chấm tua sơn na nâng ở bên âu cày mới tiệt bà. Nâng chấm liếc phần này sao được sáng mấy liếc. Bye bye. Bye bye.
បាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពីឆានែលរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ